Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Trong hai ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, 20 ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, có dịp tham dự cuộc tranh luận 10 người mỗi đêm ở thành phố Detroit tại tiểu bang Michigan. Cuộc tranh luận không trở thành một cuộc cãi lộn chính trị cay cú, đấm đá, knockout, cho đo ván với nhau, mà là một cuộc thi thách thức rất sắc bén về ý tưởng để họ ghi điểm lần thứ nhì với cử tri. Sau đó, họ phải đáp ứng cao hơn những điều kiện do Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ đặt ra, thì họ mới có thể tham dự tranh luận tiếp theo. Theo quy định, họ phải được tỷ lệ ủng hộ tối thiểu 2% trong ít nhất 4 cuộc thăm dò dư luận và nhận được tài trợ từ 130.000 người. Tài trợ bao gồm 400 nhà tài trợ mỗi tiểu bang ở trong 20 tiểu bang. Từ đây đến ngày bầu cử, họ còn trải qua 10 cuộc tranh luận nữa để coi ai sẽ được chọn là frontrunner, chạy đua thắng hạng nhất để đối đầu với Tổng thống Trump. Tại hai ngày tranh luận kỳ này, kéo dài hơn 2 tiếng mỗi lần, ba nhà truyền thông đặt ra những câu hỏi trên các vấn đề có liên quan đến y tế, kinh tế, kỳ thị chủng tộc, di trú và tư pháp hình sự, vân vân. Các ứng cử viên có 60 giây để trả lời và 30 giây để phản biện và tranh luận. Hai thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders đều đưa ra chương trình chăm sóc sức khỏe toàn quốc do chính phủ liên bang điều hành. Họ bị xem như là những người theo chủ nghĩa xã hội hay socialist, phe lệ trái, chống lại các lợi ích của các doanh nghiệp lớn từ phố Wall cho tới các công ty dược phẩm bóc lột làm tiền dân chúng. Theo kết quả thăm dò dư luận của NBC và Wall Street Journal trong tháng 7 vừa qua, ba thượng nghị sĩ Warren và Sanders cũng như Kamala Harris được ủng hộ phụ trội đứng sau cựu phó tổng thống Joe Biden, người vẫn được quay cử tri ủng hộ vượt hơn tổng thống Trump. Hai cuộc tranh luận đầu tiên chưa cho chúng ta thấy rõ ràng sự việc ngã ngũ ra sao. Nhưng đây là những bài học về công dân giáo dục làm cho dân chúng hiểu rõ hơn lập trường và đường lối chính trị của các chính trị gia. Nếu họ được chấm điểm cao, thì họ phải hội đủ những điều kiện gì để xứng đáng cho chúng ta tín nhiệm họ. Họ phải binh vực quyền lợi của chúng ta trên phương diện quốc nội cũng như quốc tế ra sao. Vậy, những cử tri như chúng ta phải ý thức những vấn đề then chốt có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào để chúng ta có quyền quyết định với lá phiếu của chúng ta. Đây cũng là mục tiêu tại sao cá nhân tôi, Jackie Bông, muốn thực hiện chương trình Tiếng Nói Cử Tri để bàn về những chính sách và dự kiện mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đưa ra để quý vị tự mình có tiếng nói, không bị ai lợi dụng lòng trung thành và yêu nước đối với Việt Nam Cộng Hòa, cũng như để quý vị làm tròn trách nhiệm của một cử tri có tiếng nói và có quyền tự quyết định lá phiếu của mình tại quốc gia Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.